nấu mà này chị chưa xuất ra à? Ra Chị xuất ra nó có thọ giới chưa? Chưa thọ giới gì? Thôi tu đời cư sĩ cũng được. Cư sĩ cũng là hạnh tu mà nó cũng tứ thánh quả đấy. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ và tăng và ni đều là tứ thánh quả ấy. Nhưng mà giữ được 10 giới ấy, thì anh phải giữ được, cái không giữ là anh chết. Ít nhất phải ăn ngày bữa mà không cần tiền. Cư sĩ người ta tu 8 giới là có cầm tiền, người ta tự no để ăn như chú vậy. Chứ còn tu sĩ ấy là anh được không cần tiền và ăn ngày bữa. Cư sĩ thì ăn ngày một bữa nhưng mà được cầm tiền. Đấy theo gốc Phật dạy đấy, của Nikaya đấy. Thì chúng tôi tu ở đây thì chắc là chú biết rồi. Chỉ có ăn ngày bữa hơn 10 năm rồi, hơn 10 năm ăn ngày bữa rồi. Đi khất thực ở đường đấy, người ta có gần năm nay có nhận tiền của ai đâu. Hàng ngày vẫn thấy chú đạp xe đi ra mua thức ăn à. Vậy thì ở đây họ các thầy vẫn kê, cho quà, cho quà gì? Sư có giấy tờ rồi chắc. Ôi, thì kheo lâu lâu rồi mà có địa là chứng. Nương nhờ theo mấy thầy sư mà sống chứ. Thế này hàng ngày vẫn đi đi quà này, người ta cho cái gì? Ừ, đến vậy mà ăn được cái gì nữa. Còn chúng tôi thì lâu nay đi khất thực, mấy năm nay họ có cho đâu, ở đây vùng họ có phát quà đâu. Mình biết được khư khất thực rồi. Nó biết mình mà. Tu, biết mình tu hay không, nó biết chứ. Thầy là mở cái cửa ra, cái chùa là cái chuông ra, đánh chuông cho nó nhẹ đỡ có không? Không. Ngày xưa ông Phật ông có đeo cái chuông cái mõ gì đâu. Ông mang một cái bình bát đi chỉ xem cuộc đời Đức Phật chưa? Cái phim ấy, phim Phật giáo ấy, của Ấn Độ ấy. Có phần thờ Tam Bảo, nó dựng cái tâm chưa ơi, nó nhẹ. Nó, chú thật... Không, không, tăng mình không gì, không tụng kinh nữa, nó nặng không, ăn uống. Nặng sao chú nói. Sao chú hiểu được? Nếu chú hiểu mấy chục năm chú tư sĩ là chú đã nhảy lên tăng rồi. Bây giờ là trong kinh Niên Thủy Nikaya ấy, của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ấy, thì không có nói đến cái chuông cái mõ. Mình dựa chuông mõ đó nó... Chuông mõ là theo Trung Quốc, chứ còn không thấy có các tổ vẽ ra. Chứ hình gốc Nguyên Thủy là không có, Thượng Tọa Bộ là không có, Đại Chúng Bộ mới có. Đại Chúng Bộ thì sau khi thời được nhập Việt mấy trăm năm ấy, thì sau là thời gian ấy thì cái Thượng Tọa Bộ là kéo về phía Nam, là về Tích Nan này, về Thái Nan, Myanmar và Campuchia nào. Còn cái Đại Chúng Bộ là giới trẻ là đi ngược phía Bắc lên Trung Quốc, Ấn Độ, xong là Bắc Ấn Độ ấy, rồi cái nước Đông Nam Á. Do đó người ta mới đi đến đâu người ta mới là phù hợp với cái phong tục thờ cúng ở đấy, người ta mới sinh ra cúng. Chứ còn cái mà sau này là ở bên phía Nam này là Thượng Tọa Bộ ấy, là các sư ngày xưa là nhập diệt hết, dần dần là người ta cũng hóa chung vào với cái phong trào ở cái địa phương đấy, nên là mới sinh ra cái tụng kinh có mõ. Chứ Nguyên Thủy gốc không có tụng kinh có mõ, không có chung mõ, không có chung mõ. Thờ Tam Bảo có thờ thì thờ vậy, nhưng mà không có thắp hương, không có gì cả. Nhưng mà sau này người ta vẫn có cái đấy, đó là niềm tin thôi. Chứ ông Phật ông ngày xưa ông có nói đâu, ông có dạy cái đấy đâu, mà linh hồn không có thờ gì. Ông bảo vào niết bàn này, ông ở cái từ giường nành như ông nói là ta ở đâu là giới ở đấy, thế giới là thấy ta, mà thấy ta là thế giới. Có nghĩa là ông ở đâu mà giới đức, giới hạnh, giới hành có thì mới có ông Phật. Chứ tụng kinh có mõ mà rầm rầm đấy, nhưng mà như sư tăng còn ăn hai ba bữa, còn cầm tiền, còn ăn vặt, uống cà phê, ngồi gõ ngu đưa, còn nuôi chó nuôi mèo, thì nào nuôi trẻ con thì làm sao mà có ông Phật ở đấy được, có phải không chú? Thì chú mấy chục năm tu hành trên núi cái cao vậy nào chịu chú đấy. Cái pháp môn cũng pháp môn của người ta. Thì đã bảo rồi, cái pháp môn là do tổ vẽ ra, tổ vẽ ra chứ không phải kệ ra, nhưng mà mình phải nói cho chú hiểu ấy, vì chú cứ cãi vào sau tụng kinh cho nó yên tâm. Tụng kinh nó càng mõ thì nó ghét lắm. Không phải ghét, người ta thương các vị ấy, các vị vậy này cúng sao cũng hạn rồi, là thắp cơm thắp nước thì cúng cho người ta rồi, rồi mình ăn vặt luôn. Nhất là bên Nam Tông người ta còn ăn thịt chúng sinh, hay là bên thiền thầy Thích Thanh Từ đấy, chúc năm ăn hai ba bữa. Bên Bắc Tông là chê bên Nam Tông là ăn mặn. Bắc Tông giờ cũng ăn mặn đầm đầm. Nam Tông thì chê bên mấy ông Bắc Tông tụng cúng gì từ nữa ấy. Mà ông Bắc Tông bây giờ cũng ăn mặn đến 90% ấy, hơn. Tôi ở ngoài Bắc, tôi quê
hơn 22 năm nay bắt đầu biết đến Phật tu, Phật tu lại gì nữa. Bảy năm là đi dạy các cháu mùa hè ở chùa ở ngoài Bắc rồi. Nên tôi ở hết các chùa tôi quá biết rồi. Nên bây giờ mình vào núi đây nè, cùng tu với chú đây là hay nhất rồi đấy. Trên này là mình độc cư được cái tâm. Cái chuông đó, cái chùa đó, chuông lớn công kia này đó. Chuông to chứ, ngày xưa to đấy chứ. Ngày xưa là ông Minh Vinh, ông ấy đúc ở Huế đấy. Cái trống này cho cô dưới này rồi. Ngày xưa là chú cái nút kiêng chuông này chú biết không? Có à? À. Bây giờ ông Đồng Huy ông vẫn còn chứ nhỉ? Ông Đồng Huy bây giờ còn sống không? Còn. Ông vô đây rồi lên chú này nè. Khách đó. Cái đầu cũng kia, bỏ dưới chỗ nó kia lên kia chú. À. Cũng có cổng đúng chứ lắm chứ. À. Mà thời gió giờ ông còn mấy ông xin giấy tờ mấy ông ý là cho tôi đồ đi làm cái quả đó. Chắc do đi vậy. Không phải mà chú tôi nghe thế này thì xin lỗi chú nhá. Họ bảo mà chú thần kinh có vấn đề. Có phải không? Không phải nhỉ, tinh sáng thế này là sao vấn đề chứ. Nếu mà trên này chú năm nay tuổi bao nhiêu rồi? Người ta che tôi để cho người ta lấy cái quà cái, cái phần của tôi cho phần quà cho người khác nhỉ. Người tu trên núi người ta cũng dường hết mà. Nhưng mà chú vậy là được bao nhiêu năm rồi, còn nhớ không? Từ khi giờ đó. Thì giờ là bao nhiêu năm? Hôm qua còn đó chưa cắt đó mà giờ ông tu rồi đó. Ai? Quang á, em cũng anh cũng cản đó. Rồi đó đi. Nhớ là xuất gia năm nào? Chú không nhớ xuất gia năm nào à? Giờ lâu rồi. Lâu rồi nhưng mà năm nào? Cái năm ông Minh Vinh ở đây không? Hay là mấy à? Bây giờ ông Hòa Thượng thường tọa Đồng Huy ông ấy còn lên đây không? Ông mất rồi, nhưng cái đợt chú đây ở đây ông ấy đang có lên đây không? Có gì cái chuông mà đúc ở cái Vạn An này thì ông Đồng Huy còn sống không? Hôm lấy chuông này đâu có lên đâu, khiêng chuông lên đây này là khiêng cái chuông từ dưới dốc lên đấy 800 bậc ác nhỉ, nó đưa lên một cách nào vậy? Cột dây đi rồi, khiêng à? Bao nhiêu người khiêng đây này? Bốn người, tám người, nặng mà từ dưới dốc 800 bậc nhưng bậc yên tử ngoài Bắc là cao như vậy, còn hơn. À, hai vợ chồng Quảng Nam này. Chú ở cái thất chỗ nào mà sao tôi đi lấy tìm nước mà không thấy không nhìn thấy chú nhỉ? Cái thành kế bên thầy hảo đi qua đó. Chắc mới mua thầy cái hàng đó, kế bên đó. Quang, cái dãy của Hoàng đấy à? Quang Hoàng à hay là chưa tới? Cái thất mục ngày xưa nhưng mà không bỏ đấy, bây giờ ở cái đấy à? Với ai sửa cho cái đấy? Không phải thờ đâu. Đây để đây đi mà ông tượng Phật ở đây là ngày xưa ông Phúc ông tụ thì tôi có thờ. Tôi cứ để vậy nhưng mà đi qua thỉnh thoảng là đi qua tôi chào ông công, lúc về tôi chào ông công là đêm mình kỳ vọng giới gì vào xong hối đồng vậy thôi chứ không có thắp hương đâu. Còn Phật tử nó về nó thắp thì nó kệ nó thôi. Bán này hình như 250 sao này bán cho ông thầy tổ, thầy tổ này bố thí thôi về đây. Vậy hàng ngày thì ở đấy thì trì những cái gì, tu những cái gì? Ngày tối cưa thôi. Ngày một chút cưa thế á? Không ăn tối á? Như gà. Sao họ bảo là ông này nói cứ không ăn làm sao được? Nói nếu mà mình tu rồi mà bỏ chân xuống gác chân như vậy là sai giới. Chân gấp cũng không được. Một cữ mà tôi còn ăn vặt không? Không ăn vặt bánh trái gì à? Cà phê với sữa người ta về phát cho cũng dường về cái suất về có ăn đâu. Bây giờ này về cái chỗ từ thiện đấy à?
được. Bát đến đâu, bát đâu. Cứ bỏ nó xem nào. Ba nó bằng cái gì? À, cúng dường cho mình bằng thức ăn, y áo, sàng tọa, chỗ nghỉ là rất quý rồi. Để cái bát để cho sư no cúng dường cho, có nghĩa là bố thí cho, xin cái nhóm họ cúng dường cho. Mình người tu là tốt rồi. Đấy, qua nay mến nay là chú xuống đi theo đoàn, đi sau không dám đi nhập vào đoàn, nhưng mà được người ta cúng dường cho cái nhóm từ thiện trơn hạnh người ta làm như vậy. Nên là niệm mà tu không có là khó đấy, nhớ chưa? Đấy, ăn ngày bữa hứa ăn một bữa để không được ăn vặt, đi những quà núi ấy, mình ăn không hết đừng để trong thất, bởi vì mình ăn một bữa rồi còn gì nữa. Ăn vặt bánh kẹo rồi cà phê rồi là đường sữa này, Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu người ta cúng dường cho mình mà ăn là chết ấy. Để bỏ cái công của những người người ta cúng dường cho mình long trọng thế này, họ vui vẻ này, cúng dường cái tư thế trang nghiêm này, rồi người ta là mong cho mình ăn để mình tu này, yên tâm tu học này. Thế mà mình sống ở rừng rồi mà mình còn nói dối là chết đấy. Thứ hai, chú năm mấy tuổi chú neo lên cái bậc tạ hơn 1.000 bậc nên là quý thầy cũng rất quý chứ không phải không quý đâu. Nhưng mà thôi, người ta ngoài ta nói sao nói, nhưng mà nhớ mình không tham là được. Hai nữa là mình không tích trữ tài sản, trừ trường hợp bệnh, có bệnh thực phẩm chữa bệnh được. Đấy, nó vui vẻ, chư tăng đi xin ăn vui vẻ thế này để người ta cúng dường. Ở đây là hơn 2 tháng, lúc mình xong cơm rồi mình ra, người ta còn quay ra để cúng dường chào mình đi về đây này.